Và bây giờ phần giao đấu bắt đầu. Xin mời câu hỏi tiếp theo. Mời câu hỏi tiếp theo. Hãy nói lên suy nghĩ của mình đi bạn. Biết là giá trị tiền thưởng là bao nhiêu tiền? Bây giờ ra về, bạn sẽ nhận được toàn bộ số tiền này là. Nhưng nếu bạn không đánh bại được đối thủ thứ 8 này, bạn chặt tay. Xác suất của bạn vẫn còn rất cao. Bạn suy nghĩ đi. Và bây giờ phần giao đấu bắt đầu. Mời câu hỏi tiếp theo. Chính xác. Hãy nói lên suy nghĩ của mình đi bạn. Là giá trị tiền thưởng là bao nhiêu tiền? Hãy chọn cho mình thêm một đối thủ. Và bây giờ phần giao đấu bắt đầu. Nói lên suy nghĩ của mình đi bạn. Biết là giá trị tiền thưởng là bao nhiêu tiền? Hãy chọn cho mình thêm một đối thủ. Và bây giờ phần giao đấu bắt đầu. Mời câu hỏi tiếp theo. Xin mời câu hỏi tiếp theo. Xin mời câu hỏi tiếp theo. Bạn vẫn còn quyền chuyển câu hỏi nếu như bạn không có đáp án. Hãy nói lên suy nghĩ của mình đi bạn. Chuyển câu hỏi. Hãy nói lên suy nghĩ của mình đi bạn.
thưởng rất cao trị giá 100 triệu đồng. Mình đã trở thành người mới.